Team mình thì có một cái truyền thống cần phải giữ. Ít nhất thì ở VCS thì team mình phải dậm chân tại chỗ, tức là phải cố gắng giữ vị trí top 1. Đánh offline khiến em cảm giác rất là vui và hưng phấn. Thi đấu là như những gì tụi em làm ở trong đấu tập thôi, thì cái chiến thắng của tụi em chắc chắn là 100%. Dự định mà tụi mình muốn chiến thắng ở trong playoff thì không có dự định gì cả, chỉ có luyện tập rồi mình gặp ai thì mình lụm thôi. Mình nghĩ em luôn là cái đội tuyển mà em nghĩ là cái phong độ xuyên suốt của họ luôn cao như vậy, chắc chắn họ là một cái hòn đá mà tụi mình phải vượt qua. Mọi người hãy đón xem trong phần playoff sắp tới tụi mình sẽ trình diễn như thế nào nhé.